Bimbo xin được gửi lời chào đến tất cả các ba mẹ đang theo dõi chương trình Talk Show để cùng tìm hiểu về căn bệnh virus Corona 2019. Và chương trình được thực hiện bởi BimboMart phối hợp với nhãn hàng BioGaia. Và ngày hôm nay thì ba Bimbo rất vui khi được mời đến chương trình của chúng ta Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai để cùng giao lưu chia sẻ với các ba mẹ về căn bệnh virus Corona đang gây nên. Và chào bác sĩ Dũng. Thì nhiều ngày qua thì bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona 2019 đang bùng phát ngày một phức tạp và khiến cho các ba mẹ thì rất là lo lắng và hoang mang. Và để giúp cho các ba mẹ của chúng ta có thêm nhiều thông tin cũng như là các biện pháp phòng tránh thì hy vọng rằng là bác sĩ Dũng sẽ cùng chia sẻ và giải đáp những câu hỏi của các ba mẹ gửi về cũng như là của ban biên tập. Rất vui khi được chào mừng bác sĩ Dũng đến với chương trình ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên mà Bang Bimbo muốn hỏi bác sĩ Dũng đó chính là coronavirus 2019 là gì và nó có nguồn gốc từ đâu ạ? Vâng, hiện nay có xuất hiện một danh từ mới, tức là 2019 COVID. Đấy, tức là viết tắt của cái chữ C, chữ O, chữ V là viết tắt của chữ Corona. Cái chữ V là virus, coronavirus. Nhưng mà nó lại là mới tìm ra cho nên người ta thêm chữ N ở phía trên. N tiếng Anh là new, tức là và 219 tức là vừa mới được tìm ra năm ngoái. Đấy, 2019. Như vậy người ta viết tắt là 2019 nCoV, tức gọi là coronavirus mới phát hiện năm 2019 tại Vũ Hán, Trung Quốc. Đó là tên viết tắt khoa học của virus. Vâng, đúng không ạ? Vâng. Và nó có nguồn gốc từ đâu và nó lây lan như thế nào? Ở hiện nay thì bởi vì nó rất mới như vậy cho nên các nhà khoa học mà ở cả Trung Quốc và chung cả thế giới và cả các tổ chức khu thì mới phát hiện nó là đây là một cái loại virus nằm trong nhóm corona. Đấy. Thì corona là một cái nhóm rất là lớn, nó bao gồm cả các cái virus SARS ngày xưa thì cũng nằm trong cái nhóm corona, hoặc là MERS-CoV ở Trung Đông vừa rồi chúng ta thấy thì nó cũng nằm trong cái nhóm lớn là nhóm corona. Nhưng mà cái new ấy, coronavirus ở Trung Quốc hiện nay là hoàn toàn mới. Đấy. Vâng, như vậy là nó xuất phát từ vâng. Trung Quốc đúng không? Xuất phát từ Trung Quốc. Nhưng mà gần đây thì người ta có thể tìm thấy là người ta đang nghĩ là nó từ động vật. Đấy. Tức là những cái loại virus này thì bình thường nó chỉ gây bệnh ở các loại động vật, ví dụ như là rơi. Đấy, ví dụ như là chim, là thỏ, đấy, những cái con đấy thì, nhưng mà bây giờ nó biến chủng cả, thế là nó có thể lây ra người. Hoặc là khi người tiếp xúc với cái động vật hoang dã đó, để ăn thịt hoặc là đi săn bắt, vân vân, rồi chứ bỗng nhiên lúc nào nó mới nhập vào người. Dạ, vâng. Mình vẫn còn đang tìm. Dạ vâng, như vậy là cái, theo như đang tìm hiểu thì virus này xuất phát từ nguồn gốc là động vật sống. Động vật sống. Vâng. Và khi mà con người chúng ta ăn vào thì vô tình là sẽ gây ra lây lan, lây truyền được cái virus này đúng không ạ? Mình có thể ăn vào hoặc mình tiếp xúc với nó. Dạ vâng. Ví dụ như anh làm thịt chẳng hạn đấy, hoặc đi anh săn bắt, hoặc là ví dụ anh nuôi nó ở trong nhà, anh mang động vật hoang dã về trong nhà. Đấy, tức là người ta gọi là tiếp xúc rồi thì còn vẫn có thể bị lây. Vậy thì cơ chế của coronavirus 2019 lây lan như thế nào ạ? Vâng, đấy, hiện nay thì người ta thấy là nó lây lan từ động vật sang người. Và bây giờ đang nghĩ là nó còn lây lan giữa người với người qua tiếp xúc gần. Đấy, ví dụ như chúng ta tiếp xúc với các cái vụ dịch, người ở trong vụ dịch, chúng ta tiếp xúc với những bệnh nhân đấy, lâu, đấy, tiếp xúc gần thì có thể lây từ người sang người. Tiếp xúc gần là chúng ta lây qua đường hô hấp đúng, đúng rồi, lây qua đường hô hấp. Nhưng mà ở đường hô hấp thì nó lại có cái thứ hai nữa là thế này, lây theo đường hô hấp nhưng mà ví dụ ta ho hắt hơi thì thường thường là nó chỉ bắn ra được khoảng 2 mét. Nhưng mà khi chúng mình bắn ra thế thì nó có thể bắn vào các cái vật dụng hoặc là tay chân thì vậy thì các cái con virus đấy nó vẫn có thể sống ở trong tay chân mình và ở các vật dụng được, thì người khác sờ vào đấy thì nó vẫn có thể là lây qua các gọi là tiếp xúc gọi là với các cái dịch cơ thể. Đó, vâng. Vậy thì khi mà chúng ta nói chuyện với nhau như thế này thì liệu virus nó có thể sinh sống và tồn tại ở trong môi trường không khí như đồ điện thoại? Nó có, nhưng mà bởi vì hiện nay người ta cũng chưa biết rằng là bởi vì nó mới quá cho nên cũng chưa thể biết rằng cái con virus như coronavirus này thì nó có thể sống ở trong môi trường tự nhiên này đấy là bao lâu.
vì nó mới quá mình chưa biết. Thì còn các virus khác thì người ta bắt đầu người ta có thể biết được từng cái loại là khi ra được môi trường này đó thì độ ẩm bao nhiêu, nhiệt độ bao nhiêu thì nó có thể sống được trong môi trường trong thời gian là bao lâu. Hiện tại thì chúng ta vẫn chưa có thể xác định và khẳng định được rằng là con virus này có thể tồn tại và sinh sống ở môi trường bình thường được, đúng không ạ? Vậy thì trước những cái diễn biến phức tạp như vậy thì chúng ta, đặc biệt là các bà mẹ thì cần phải làm như thế nào để chúng ta có thể bảo vệ bản thân và gia đình trước một căn bệnh mà phải nói rằng là nó có nguy cơ gây lây nhiễm rất là cao ở điều kiện thông thường ạ? Vâng, những điều mà chúng ta biết về coronavirus là gì? Là lây theo đường hô hấp, gây bệnh về đường hô hấp, đúng không? Và đường bệnh ở đường hô hấp thì mình biết rất rõ rồi, đúng không? Vậy thì những cái cơ chế lây bệnh qua đường hô hấp là sao? Rất nhanh, đặc điểm của nó là rất nhanh. Đấy, cho nên sao ạ? Và lại qua tiếp xúc, phải giữa các cái quần thể người với nhau. Vì vậy, phương án mà bảo vệ mình tốt nhất là sao? Hạn chế tiếp xúc với những người, đặc biệt là những người đang có triệu chứng đường hô hấp. Ví dụ như là đang sốt này, đang ho này, đấy, đang ốm, đấy, thì mình phải hạn chế tiếp xúc. Và thứ hai nữa là hạn chế tiếp xúc những chỗ đông người. Bởi tại sao? Bởi có những người đang khỏe mạnh như này nhưng vẫn có thể mang virus. Bởi vì thời gian đó người ta gọi thời gian ủ bệnh, chưa phát bệnh. Chưa phát bệnh thì cái người mà mang con virus đấy là không có triệu chứng gì, người ta vẫn khỏe mà. Thế bây giờ mà người ta vẫn tiếp xúc với mình thì nhớ như người ta mang con virus, đúng không? Thì người ta vẫn có thể lây cho mình. Vì vậy chúng ta cũng nên hạn chế tiếp xúc. Cho nên nếu không có việc gì mà quan trọng, đúng không? Thì chúng ta hạn chế tiếp xúc. Hạn chế tiếp xúc thì nó lại còn rất nhiều yếu tố nữa. Không phải mình nói chuyện trực tiếp với đâu, mình đi lại như thế. Nếu mình sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đúng không? Trên một cái tàu rất to này, trên một ô tô rất to này, mà đặc biệt trên một cái máy bay rất lớn thì rất đông người, đúng không? Mà mình lại không biết là những người đó có phải là mang virus hay không. Vì cho nên là tốt nhất chúng ta hạn chế đến chỗ đông người, không có tụ tập nhiều, đúng không? Là những cái việc gì mà không quan trọng thôi. Nhất thì còn các cái các cán bộ ở mà nếu mà lại làm việc được ở nhà mà bằng máy tính như hỗ trợ với nhau thì tôi nghĩ là mình vẫn có thể làm việc, không cần phải đến văn phòng mà mình ngồi ở nhà mình vẫn có thể làm việc được. Vâng ạ. Như vậy là chúng ta hạn chế tiếp xúc và xuất hiện ở những nơi đông người, và đặc biệt là những nơi mà nó mang ủ mầm dịch bệnh. Đúng thế. Bệnh viện là một trong nơi sau đó. Đúng thế. Vâng. Thì ví dụ như là bệnh viện, tuy nhiên anh ốm anh vẫn phải đến. Vâng. Đấy. Chứ nếu mà anh cực đoan thì lại nguy hiểm. Anh cực đoan, ví dụ như là hiện nay dịch bệnh virus corona vẫn xảy ra, nhưng mà các bệnh khác, đặc biệt là các bệnh đường hô hấp, vì các bệnh đường hô hấp là nó có rất nhiều các cái nguyên nhân khác. Thế nếu mà chúng ta lại không đi khám kịp thời, chúng ta cứ bảo tôi sợ con corona quá thì bây giờ mình đang ốm vì bệnh khác, mình lại không đến khám chữa bệnh thì là rất là nguy hiểm. Thì không thì cái bệnh đó, cái bệnh cũ ấy, bệnh rất là bình thường ấy, mình lại để chậm quá thì lại nguy hiểm. Vâng ạ. Khi mà chúng ta đến với bệnh viện thì khi mà chúng ta có bệnh thì chúng ta nên đến bệnh viện để vâng. để thăm khám và gặp bác vâng. sĩ tư vấn kịp thời, vâng. Chứ không nên là lo lắng quá về căn bệnh virus corona để vâng. không bị ảnh hưởng tới những các căn bệnh khác, đúng không ạ? Đúng thế. Và tôi cũng khuyến cáo là thế này, ngay cả bệnh viện chúng tôi thế, chúng tôi sẽ có những cái chỗ mà ai mà bị nghi ngờ virus corona là chúng tôi khám riêng. Thế còn những cái chỗ mà những bệnh nhân thông thường khác không có khả năng lây bệnh thì khám riêng. Cho nên là các vị cứ yên tâm, có bệnh cứ đến bệnh viện, cứ đừng cứ sợ vì corona không đến bệnh viện là lại nguy hiểm. Dạ vâng ạ. Vậy thì ngoài những việc mà chúng ta hạn chế xuất hiện ở những nơi đông người công cộng ra, thì bản thân chúng ta mỗi người thì cần có những cái biện pháp, những cái giải pháp phòng chống nào? Ví dụ như là hiện nay thì trên mạng xã hội rất nhiều người truyền tay nhau rằng là nên đeo khẩu trang này, dùng nước rửa tay khô này, rồi đi đâu thì chúng ta cũng nên vệ sinh cá nhân sạch sẽ trước khi mà chúng ta cùng nhau làm việc nào đó. Vâng. Thì bác sĩ có thể tư vấn thêm một số những cái giải pháp khác hay là chia sẻ kỹ hơn cho các ba mẹ được hiểu hơn. Vâng, đúng thế. Tức là hiện nay các cái khuyến cáo của Bộ Y tế và của WHO là ra rất kịp thời. Và nếu chúng ta thực hiện được tất cả các cái khuyến cáo của Bộ Y tế và của WHO đấy, của Tổ chức Y tế Thế giới,
thì chúng ta hoàn toàn có thể phòng chống được cái căn bệnh do virus corona này. Cũng như anh vừa nói, ví dụ như anh đi ra ngoài anh nên đeo khẩu trang. Đeo khẩu trang là bởi vì tại sao? Ít nhất mình cũng ngăn được các cái bọt, cái hạt mà virus có thể ở những người khác ho bắn ra môi trường, đúng không? Đấy thì mình cũng ngăn được một chút ít. Và rửa tay là rất quan trọng. Rửa tay thì không những chỉ phòng được virus corona mà còn phòng được nhiều bệnh khác. Và theo tôi thì xà phòng là cái tuyệt vời nhất. Đấy. Xin thưa là chỗ nào rửa tay được bằng xà phòng hãy rửa tay bằng xà phòng. Còn khi chỗ nào mà không thể rửa tay bằng xà phòng được, đấy, ví dụ không có nhá, hoặc là mình đang ở đâu đó thì lúc đấy mình mới dùng cái gọi là rửa tay nhanh. Đúng không? Đấy. Cho nên là luôn luôn cái câu này cực kỳ quan trọng, tôi nói này, chỗ nào rửa tay được bằng xà phòng, các vị nên rửa tay bằng xà phòng thông thường của mình. Còn chỗ nào không có chỗ rửa tay bằng xà phòng thì hãy dùng cái rửa tay nhanh bằng cồn. Đấy. Thế còn khẩu trang thì rõ ràng khi tiếp xúc đông thì mình phải đeo. Đấy, khi chỗ nào đông người mình nên đeo. Thế còn cái chỗ nào mà không cần đông người mình bỏ đi. Mình không cần cứ đeo cả ngày thì cũng không tốt cho sức khỏe. Và đó là những giải pháp dành cho bản thân cá nhân mình. Vậy thì còn đối với những người thân trong gia đình mình thì sao, thì bác sĩ có thể chia sẻ một số giải pháp để cho các ba mẹ phòng tránh cho con mình? Tôi nghĩ cũng thế thôi. Tại vì tất cả khuyến cáo này là cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người chứ không riêng gì một ai. Cho nên các thành viên trong gia mình cũng thực hiện như vậy thôi. Rất may mắn là chúng ta biết được cái dịch tễ của virus corona. Vì rõ ràng ổ dịch là ở Vũ Hán thôi, vì nó lan ra xung quanh ở người Trung Quốc rồi. Cho nên luôn luôn là phải có dịch tễ học, đúng không? Không có lẽ mình ngồi đây mình lại bị con virus corona từ Vũ Hán mình mà mình không tiếp xúc gì với họ cả thì rất khó. Đấy, cũng có thể nhưng mà vô cùng khó, đúng không? Hiện nay chúng ta thấy là kể cả năm cái người mà chúng ta xác định được là virus corona ở tại Việt Nam thì cũng là từ Vũ Hán Trung Quốc, chứ không phải ở trên trời nó bay xuống đâu, cái người này không phải từ trên trời bay xuống đâu. Đấy, thì cho nên tôi nhắc lại là có yếu tố dịch tễ. Đấy, luôn luôn phải hỏi yếu tố dịch tễ. Đấy, thì cho nên là cũng nếu như chúng ta không tiếp xúc gần với ở bên Trung Quốc, đúng không? Đấy, hoặc là những khách Trung Quốc, những người Trung Quốc đang từ vùng dịch đi ra thì cái khả năng chúng ta lây nhiễm rất là cao. Sau đó chúng ta sao? Chúng ta hạn chế tiếp xúc với những người mà đi từ vùng dịch đến. Thì còn những cái biện pháp mà chúng ta vừa bàn với nhau đấy là những biện pháp phòng các bệnh đường hô hấp thông thường, trong đó có virus corona. Mà chúng ta phòng được các cái bệnh virus thông thường mà cũng phòng được cái bệnh virus corona. Vâng ạ. Vậy thì làm thế nào thì chúng ta có thể kiểm tra được một người là có nhiễm virus corona hay không ạ? Câu hỏi này rất là hay mà là rất là quan trọng đấy. Là bởi vì thế này, cái biểu hiện lâm sàng của bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona lúc đầu nó cũng giống y như các bệnh đường hô hấp khác. Chúng ta cũng sốt, chúng ta cũng mệt mỏi, cũng ho, cũng hắt hơi. Đó là nếu như chỉ là đường hô hấp trên thì lúc đó cảm cũng thông thường. Nhưng mà nếu biến chứng xuống phổi thì lúc đó có thể gây gì ạ? Viêm phổi, suy hô hấp, thiếu oxy, rồi có thể biến chứng ở các tạng khác như là suy thận, suy tim chẳng hạn. Đấy, thế cho nên chúng ta là sao ạ? Là cái diễn biến của nó cũng giống như các bệnh đường hô hấp khác. Do vậy muốn chẩn đoán nó là phải có những phòng thí nghiệm thêm vào. Như vậy nếu như ai mà không may bị các cái triệu chứng như vậy thì hãy đến cơ sở y tế trước. Cơ sở y tế thì chúng tôi có các cái thầy thuốc khám xong rồi mới hỏi dịch tễ, khám bệnh lâm sàng, hỏi yếu tố dịch tễ, xem là anh có tiếp xúc với các cái vùng dịch không, vân vân đấy. Và nếu nghi ngờ là do virus corona, lúc đấy bác sĩ sẽ cho xét nghiệm. Và cái xét nghiệm này thì lấy từ các cái dịch đường hô hấp, ví dụ như dịch mũi họng, máu, dịch đờm, đúng không? Dịch phế quản, vân vân. Và thậm chí nếu cần thiết thì người ta lấy cả máu và lúc đó gửi đi những phòng xét nghiệm chuyên biệt. Và hiện nay có những cái máy xét nghiệm
rất là chính xác. Thì lúc đó phòng thí nghiệm báo là có tìm được virus corona thì người đấy mới xác định là bị virus corona. Dạ vâng, phải nói rằng là những cái triệu chứng của virus corona gây nên thì nó rất là giống so với các cái căn bệnh hô hấp thông thường khác. Chính vì thế mà bằng mắt thường chúng ta khó quan sát được. Chỉ có cách là chúng ta đến bệnh viện. Đúng. Khi mà chúng ta có những triệu chứng đó, đến bệnh viện gặp bác sĩ tư vấn và cùng với đó là kết hợp với các trang thiết bị hiện đại thì mới có thể kết luận và khẳng định rằng là người đó có nhiễm virus corona hay không. Đúng thế. Vậy thì những cái triệu chứng và những cái biến chứng của virus corona gây nên thông thường như thế nào? Biến chứng quan trọng nhất là viêm phổi. Thế thì người bệnh sẽ khó thở. Đầu tiên là khó thở đã. Khó thở xong đó thì là tím tái môi, đầu chi, đúng không? Và sau đó thì sao? Thiếu oxy. Và như thế thì chúng ta bắt buộc phải đến bệnh viện. Lúc đấy chúng tôi phải cho thở oxy, rồi có nặng hơn thì có thể phải dùng máy thở và các cái trang thiết bị khác. Dạ vâng ạ. Vậy thì bản thân chúng ta trước những cái triệu chứng, những cái biến chứng như vậy thì bản thân mỗi người chúng ta cần phải có những kiến thức đủ và đúng chính xác để không bị hoang mang trước những cái thông tin dư luận, và đặc biệt là khi mà chúng ta cảm thấy là mình có những dấu hiệu của virus corona thì ngay lập tức đến các cơ sở phòng khám thì các bác sĩ tư vấn. Vâng, tôi lại nói thêm vì gần đây là tôi cũng được nghe điện thoại của nhiều anh em bạn bè lắm, nói toàn những cái tin ở đâu ấy nhá. Thì bây giờ tôi xin nhắc lại này, toàn thế giới chúng ta thì không phải chỉ mình riêng mình nước mình nhá, tập trung vào cái vấn đề để mà phòng chống dẹp cái dịch coronavirus này. Và các lời khuyên, các khuyến cáo đã rất rõ ràng. Đấy, các khuyến cáo của Bộ Y tế, của Tổ chức Y tế Thế giới rất rõ ràng và đăng rất nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cho nên tôi khuyến cáo các mẹ nhé, là nhân dân chúng ta là theo cái hướng dẫn đó, đừng có nghe những cái tin ở chỗ khác, rồi thì là mình hoang mang, mình sợ quá thì lại ảnh hưởng ngay đến sức khỏe của mình. Rất vui khi ngày hôm nay Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, trưởng nguyên trưởng khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai ngày hôm nay đã dành thời gian đến đây để cùng chia sẻ và cùng giao lưu với các ba mẹ, và hy vọng rằng là bác sĩ sẽ cùng đồng hành với các ba mẹ trong các chương trình tiếp theo. Và các ba mẹ thân mến, thông qua chương trình ngày hôm nay thì hy vọng rằng là các ba mẹ cũng đã có cho mình những thông tin bổ ích, chính xác để có thể cập nhật cũng như là phòng tránh căn bệnh này. Đây là một căn bệnh phải nói rằng là Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang cảnh báo là độ rất nguy hiểm. Và chính vì thế mà mỗi người chúng ta cần trang bị cho mình những thông tin cũng như là những cái biện pháp phòng tránh chính xác để có thể hạn chế một cách tối đa việc mình có thể lây nhiễm căn bệnh này. Và một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Dũng đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay.